Xin chào các bạn, tôi là Nguyễn Công Trình và các bạn có thể liên hệ với tôi qua cái Facebook sau đây. Đây là Facebook của tôi và mọi thông tin liên hệ các bạn có thể liên hệ với tôi để mà tôi gửi cho bạn, tôi tư vấn cho bạn, tôi giải giải cho bạn một số điều mà bạn chưa biết chẳng hạn. Thì trong cái buổi ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là chat trên web và vấn đề thứ hai là chat trên Facebook. Làm sao chúng ta để tự động hóa cái chat đấy, tự động hóa chat nhé. Thì làm như thế nào? Đầu tiên là các bạn sẽ xây dựng tự động hóa chat trên web. Thì làm như thế nào thì các bạn vào cái địa chỉ sau đây, các bạn copy, các bạn vào địa chỉ này, ok chưa? Bạn đăng nhập vào. Đây là giao diện mà các bạn đăng nhập lần đầu tiên. Thì lần đầu tiên nó sẽ có một cái mã tích hợp cho các bạn. Các bạn copy cái mã này để các bạn dán vào trên blog và trên web của mình để chúng ta tích hợp nó. Đây là bước 1 của chúng ta. Chúng ta đang thực hiện bước 1 và cái mã của chúng ta đây. Và đây tôi sẽ thực hiện với blogger. Đúng không? Thì đầu tiên tôi vào cái blogger đây. Tôi vào phần này. Tôi vào thêm tiện ích. Tôi nhấn vào mã này. Đây là ok. Và tôi sẽ lấy cái mã JavaScript này. Tôi lưu lại. Ok. Lưu sắp xếp. Và bây giờ bạn xem blog của bạn có điểm gì khác biệt nhé. Đấy. Nó sẽ có phần này. Ví dụ tôi gõ hoặc chào bạn. Thì trên giao diện của tôi, trên giao diện của tôi này sẽ xuất hiện một yêu cầu chat đây. Và nhìn vào trên giao diện này chúng ta có thể thấy là ở đây là chỉ có một khách hàng, đó chính là tôi đây. Và ở đây loại là quay lại, khách hàng này có quay lại ở trong web của chúng ta hay không. Ví dụ tôi xem một bài viết này nhé. Tôi nhớ vào bài viết này. Ok. Và tôi sẽ xem một cái bài viết thứ hai trên cái trang blog này. Đấy. Thì chúng ta trở về cái giao diện này. Trở về giao diện này. Chúng ta sẽ nhấp trái chuột vào đây. Chúng ta sẽ thấy này, đây chính là cái lịch sử duyệt web của khách hàng mà tôi trong trường hợp này, vì là cái blog của tôi mới làm cho nên là chỉ có một người thôi, đó chính là tôi thôi. Đấy. Và ở đây nó cái này nó rất hay, nhưng mà nó lưu lại cái lịch sử khách hàng đấy, lịch sử khách hàng mà lúc trước tôi từng trò chuyện với họ. Đấy. Ở đây các bạn có thể thiết lập nhiều tính năng khác nhau nữa. Ví dụ ở đây tôi trả lời lại là chào bạn, đúng không? Thì ở trên trang này chúng ta sẽ thấy xuất hiện dòng chữ này. Như vậy dựa vào cái tính năng này chúng ta có thể chăm sóc khách hàng tốt hơn. Chúng ta có thể là trả lời họ một cách tự động, đúng không? Như vậy thì dựa vào cái tính năng này chúng ta sẽ chăm sóc khách hàng tốt hơn, và nó sẽ cung cấp cho chúng ta nhiều thông tin về lịch sử dùng web, khách hàng dừng lại ở trên trang web bao nhiêu phút, vân vân. Tôi ví dụ
sẽ nhìn vào chúng ta nhìn vào cái này thì chúng ta có thể thấy là họ đang xem cái bài viết này, bài viết du học miễn phí Trung Quốc này, và thời gian xem của họ là 5 giây, và địa điểm xem của họ là thành phố Thái Nguyên. Đấy, và click vào đấy thì lần đầu tiên là họ xem đấy, hiện tại thì họ đang xem cái du học Trung Quốc miễn phí này. Ngoài ra bạn có thể thiết lập tính năng tự động cho nó nữa, ví dụ như là trên web của bạn là có nhiều cái mà nhiều câu mà chúng ta trả lời khách hàng, chúng ta lặp đi lặp lại đúng không, thì làm như thế nào để chúng ta có thể thiết lập được nó một cách tự động là chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta thấy cái biểu tượng cài đặt này, chúng ta nhấp vào ok web mạng hơi chậm, chúng ta sẽ thiết lập câu hỏi trả lời. Ở đây tôi là thiết lập một câu hỏi trả lời này, ví dụ chào bạn, hãy để lại lời nhắn của bạn. Tôi thiết lập thẻ là AA, tôi lưu lại đúng không, và bây giờ tôi sẽ sang cái giao diện nó, ví dụ tôi sẽ nhấp là chào bạn đúng không, thì ở phía dưới này nó hiện ra rồi, hiện ra sẵn rồi đấy, bạn chỉ cần nhấp vào đây enter và chúng ta sẽ sang trang web này, chúng ta sẽ thấy chào bạn hãy liên hệ với tôi qua đấy, thấy chưa, rất đơn giản, rất tuyệt vời. Điều đặc biệt là nó lưu lại sự dùng web của bạn nhé, lịch sử lúc trước của bạn nhé. Ví dụ bạn kết thúc cái cuộc trò chuyện này đi, và bắn một hồi lâu sau, một thời gian sau khách hàng của bạn quay trở lại và nó sẽ ghi nhận đây lúc trước bạn đã trò chuyện những gì, ghi lại hết và bạn lại tiếp tục chào bạn tiếp đấy, thấy chưa, rất đơn giản. Và ở đây bạn có thể là bạn chuyển đổi sang nhân viên khác nhé, ok. Bước thứ hai vừa rồi chúng ta vừa làm là thiết lập trả lời tự động. Bước thứ ba chúng ta làm là chính là việc của chúng ta chăm sóc khách hàng bằng đội ngũ nhân viên của bạn. Ví dụ như là nhân viên của bạn là có một câu hỏi nào đó, ví dụ có một câu hỏi khách hàng mua hỏi, ví dụ như là hỏi là mã coupon miễn phí chẳng hạn, họ hỏi như thế mà nhân viên này lại không biết cách trả lời đúng không, nhân viên này không biết cách trả lời thì họ có thể chuyển đến cái nhân viên khác. Ở đây trong trường hợp này chỉ có một mình thôi cho nên là nó không hiện ra, tại vì cái này tôi mới thực hiện, tôi mới làm đúng không, nếu như mà có nhân viên khác nữa thì nó sẽ hiện ra ở đây và bạn chọn nhân viên đó và bạn nhắn gửi có khách hàng hỏi cái này, cái A, cái B này đấy, và bạn nhấp chuyển đến đúng không. Và ngoài ra bạn còn có thể chặn cái khách hàng đó nữa, nếu như khách hàng nó làm phiền hoặc là khách hàng đó chửi bới gì đó bạn thì bạn hoàn toàn có thể chặn họ đấy, nhấp vào chặn cái visitor và bạn lưu lại thông tin tại lý do tại sao chặn, để lần sau chúng ta xem thì chúng ta có thể biết được họ đúng không, cái lý do tại sao chúng ta chặn họ. Ở đây có rất nhiều tính năng khác, tính năng thống kê nữa, thống kê lượng khách hàng. Ở đây tôi vừa mới làm cho nên là cái thống kê nó ít, đây là tôi demo cho các bạn thôi chứ trang web của tôi thì nhiều hơn rất là nhiều. Ok, ở đây tôi có
cái ví dụ mà trang web của chúng tôi ở đây có tổng cộng là 7 người đang truy cập trang web của chúng tôi. Và chúng ta có thể nhìn thấy là loại, mục loại này chính là mục gì nhỉ? Mục loại này chính là cái mục mà họ có quay lại hay không? Họ có quay lại cái bài viết đó hay không? Đúng không? Khách hàng nào cũ, khách hàng nào là mới. Mục thứ hai chính là mục visitor. Mục visitor. Thì cái mục visitor này chính là cái mục mà khách hàng đang truy cập trang web của bạn. Mục thứ ba chính là mục online. Mục online. Mục online chính là cái mục mà khách hàng dừng lại bài viết đó với thời gian là bao lâu. Đấy. Thông qua đó thì chúng ta có thể theo dõi được bài viết nào chất lượng, bài viết nào không chất lượng, hoặc là khách hàng đang thể hiện mối quan tâm của họ là ở chỗ nào. Từ đó chúng ta có thể tư vấn khách hàng của chúng ta một cách hợp lý và làm sao để chúng ta chốt sale được tốt nhất. Và ở đây nó có lưu lại lịch sử này, có rất là nhiều bộ phận đánh giá các tab mà bạn sử dụng. Ở đây tôi đã sử dụng một tab, đó là tab phòng huyết áp này. Đấy, khi mà các bạn sử dụng tab thì nó sẽ lưu lại cái bài đấy, đúng không? Ở đây thì chỉ có một mình tôi thôi, tại vì tôi demo cho các bạn nên chỉ có một mình tôi thôi. Đấy, nó lưu lại ngày tháng ngày hôm nay luôn đấy. Đấy, 7 ngày qua là không có rồi, chỉ có ngày hôm nay thôi, tại vì tôi đang demo cho các bạn mà. Đấy, ok. Thì như thế thì tôi vừa chỉ cho các bạn cách thức để chúng ta có thể là chúng ta thiết lập tự động hóa cái vấn đề chat, chăm sóc khách hàng trên cái trang web, trên blog của mình một cách hợp lý và cách nhanh gọn nhất. Và nếu các bạn có vấn đề gì đó các bạn hỏi tôi, các bạn vui lòng liên hệ Facebook của tôi. Và đủ bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở trong cái bài học tiếp theo.